nhiên cái nhất nó cười chết luôn. Gặp đại nãy giờ. Cái hổ với gặp. Hồi đại nãy giờ. Đâu rồi? Cái gì ạ? Cương, nhìn tắm nhất lên nhìn Cương. Cái rù rì rù rì chỗ hổ đấy. Tắm ra ngoài tắm rồi để tắm xuống. Chắc đóng tiêu rồi. Đại giờ cách nửa tiếng không? Đại giờ em chết luôn. Cái hổ đây. Anh tâm chửi ra hiểu không? Con cặp. Thôi đăng này lên lên biếu bên đây. Không. Không. Mày đăng lên ngay. Thôi rút mày đăng lên đi. Anh tôi hay gì? Hả? Anh tôi hay gì? Anh tôi. Đăng vậy thôi. Rồi anh ổng ra ổng đi ngựa. Thích các bạn.